đồng một buổi chiều ngày hôm nay. Thì hôm nay trước mặt khách hàng đây là một cái dòng sản phẩm mà em Kim đang chào bán, cũng như là hiện tại đang sẽ giới thiệu về cái dòng sản phẩm này. Thứ nhất là cái giá trị của cái máy đào này, và thứ hai nữa là em Kim sẽ báo giá cụ thể trực tiếp luôn cho quý khách hàng nha. Đó là một em Kobenco SK75UR-3. Cái dòng sản phẩm này là hiện hữu là đang là cần kỹ thuật, cho nên rất là phù hợp cho những anh làm công trình cũng như là đào móng nhà, những cái công việc mà để mình có thể mà cần kỹ thuật nó lắc léo để làm trong rãnh, trong hốc rồi này kia để nó tiện thể đó. Thì ở lại cái livestream này ngày hôm nay, thứ nhất là xem rồi cái mức giá mà đã 570 triệu, thì nó có mắc hay là rẻ? Mắc hay rẻ nằm ở chất lượng xe, chứ không phải 300 triệu là rẻ mà 550, 570 là mắc. Không phải nhầm khách hàng. Khi khách hàng nhìn cái sản phẩm trước rồi, khách hàng sẽ tự mình nhận định được là cái sản phẩm này nó đắt hay là không. Đắt hay không là nằm ở cái giá trị của cái máy đào. Còn cái giá trị của nó như thế nào thì tí xíu để em Kim sẽ giới thiệu sao cho khách hàng. Thứ nhất là bây giờ em Kim nhắc lại cho khách hàng để cho khách hàng nắm rõ được cái giá từ cái đầu video, để tránh làm mất cái thời gian của khách hàng khi mà xem hết video rồi cho mình báo cái giá nó lại không phù hợp với tài chính. Thì anh nào muốn sở hữu một cái con máy đào làm việc hiệu quả cao, giá cả phù hợp với cái công ty cũng như là cá nhân cũng vậy ha, thì 570 triệu thì mình có thể sở hữu một cái dòng máy đào Kobenco SK75UR-3. Thì hiện tại là nó là cabin máy lạnh điều hòa điện thoại, hiện tại mới có mấy ngàn giờ thôi. Mấy ngàn giờ thì em Kim không nói ngay bây giờ, tí xíu em Kim sẽ giới thiệu sao ha. Rồi cái phần mà thông số của nó, chiều ngang của nó là 2m3 nha mấy hàng. Từ cái lam này qua cái lam kia là cái độ dài của nó đó, là 2m3. Cái việc chiều rộng á là 2m3 ha. Còn từ cái phần nông xích á cho đến cuối cái lam là nó tầm khoảng 3m3. Thì cái thông số là cực kỳ dễ thương luôn. 2m3 và 3m3 cho anh nào sinh năm 1973 và mua tặng cho ba để về làm rẫy, làm vườn cũng như là làm công trình nhá. Rồi bây giờ là em Kim không làm mất thời gian của khách hàng nữa, thì nhờ mời quý khách hàng là tiến theo em Kim ha. Thứ nhất là em Kim cũng như mọi khi là em Kim sẽ test máy, xong trong cái tình trạng mà mình test máy mình vô tải, mình hoạt động máy xong rồi mình sẽ đi đến xem cái máy, mình xem cái bơm, thậm chí là mình xem dàn chân, tất cả cuối cùng tụ từ A đến Á cho mình thấy được là cái giá trị con xe nó như thế nào, là khách hàng tự mình mà kiểm chứng là nó đắt hay là nó rẻ, nó phù hợp hay là nó không. Chứ còn người bán như em ở đây lúc nào cũng khen cái sản phẩm của mình là ngon, đẹp, rẻ, nhưng đừng bao giờ nghe lời những người bán nhé. Thì quý khách hàng tự mình kiểm chứng. Bây giờ là em Kim tiến lại chiếc xe để test với khách hàng nhé. Em một tí. Thank you.
Thank you.
ơn quý khách hàng đã dành ít phút mà xem cái video vừa rồi của em Kim. Thứ nhất là em Kim hồi nãy em Kim báo với khách hàng đó là do cái xe nó lanh quá, em Kim không có thể mở hết tay lái được, vì mới nhấc một cái là nó quay về vèo rồi. Em lại sợ nó làm hỏng luôn cái cửa của em nữa. Thứ hai là lúc buổi chiều này đó là người ta đi ngoài đường rất là đông, xe mô tô của mình đi rất là nhiều luôn, em sợ vơ ra là lại ảnh hưởng tới những người họ đi đường đó. Cho nên riêng thì cái phần lanh lẹ của con máy thì quý khách hàng có thể nghe em Kim giới thiệu và em có thể đảm bảo rằng là con xe cực kỳ lanh và lẹ nha. Rồi còn cái độ chất của máy đã vừa hoạt động, em cố tình em tặng em vô bãi để mà vì mình không có ở đây mình múc đất được, cho nên là khách hàng sẽ không có cảm nhận được là mình có múc được cái đất hay là không, hay là độ lanh độ lẹ như thế nào. Thì bình thường thì em sẽ vô bãi bằng cách bãi thứ hai nữa là mình có thể cái đùi thì mình có thể dùng cái chân đùi khi mà mình chống lên nó mình chạy như thế thì khách hàng cũng có thể cảm nhận được là cái độ mạnh lanh lẹ của nó như thế nào nha. Hiện tại là em đang giữ cho máy nó đang hoạt động, bây giờ là em mời khách hàng tiếp cận lại để xem chân cẳng u quay công tắc bộ đồ lòng của em nó như thế nào nhé. Rồi em kia không biết đổi lại luôn rồi. Rồi bây giờ thứ nhất là cái phần gào của em nó đó, hiện tại là em Kim thôi chưa có bảo dưỡng gì hết nha. Phần rào á thì nó còn nước sơn của nó rất là đẹp luôn, nhưng mà chỉ có cái là ví dụ như trong khi mà khách hàng đã chốt rồi á thì em có thể là mình được quyền mở ra kiểm tra để mà mình có thể mà mình bảo dưỡng là cho khách hàng một cách tốt nhất có thể, hoặc là mình có thể bảo dưỡng theo cái yêu cầu của khách hàng. Về phần rào thì đa số là khách hàng nào cũng vậy ha, rất là hay chú ý đến cái phần rào luôn đó. Cái phần rào có phần răng nè, răng và thân gào nó cũng có cái độ dày nhất định ha. Đây em dẫn chứng là em sẽ lấy cái cây thước, với khách hàng đợi em tí xíu nha. Rồi hiện tại là mình có cây thước luôn nha. Đây từ bên thành bên kia qua cái thành bên đây là nó tầm khoảng 67-68 nha khách hàng, 67-68 đấy là cái phần chiều rộng của nó. Rồi thứ hai nữa là mình đo luôn ha, cái này nó tầm khoảng tắc 15 ly hả, ấy 17 ly 20 ly lận, này là từ 17 đến 20 ly nó mòn, cái này chắc 20 ly á quý khách hàng, 20 ly nhưng mà nó xài mòn, còn 17 ly thì ở dưới đây nó tầm khoảng 15 ly ha, tại vì cái độ mòn của nó không có bằng nhau đâu, cho nên là em nói vậy cho nó chắc ăn, để nhiều khi anh nó đo đây thì 17 mà xuống đây 15 lại nói là em Kim nói không chính xác. Rồi thứ hai nữa là cái phần rào của nó không hề bị chấp vá ha. Đây em quay như thế này là khách hàng sẽ thấy được cái độ của nó nha. Đấy. Rồi kế tiếp là cái phần quan trọng mà anh em hay chú ý đến, đó là cái phần ti nha. Đây cái phần ti, cái độ ti của nó, thứ nhất là nó độ nó bóng, không có bị chày, không bị ố, không có gì hết, rất là đẹp luôn. Đây đấy, không bị chày xước, không bị ố gì hết ha. Nãy giờ là em chạy, nãy giờ là nhớ nó cũng nóng lắm luôn á, nhưng mà cái ti của nó còn rất là đẹp luôn. Còn cái độ nước sơn rin của nó nè, nước sơn này là em Kim có thể mạnh dạn nói cho quý khách hàng biết đây là nước sơn rin. Em Kim chưa có qua bảo dưỡng, nhưng mà theo nếu như khách hàng mua thì cái em này không có cần phải bảo dưỡng nước sơn đâu, là vì cái độ mới của nó còn cao lắm. Trừ khi cái gì ạ? Trừ khi khách hàng cần đóng lại cái cần cứng thì mình mới sơn lại cái đoạn cần mà mình, cái đoạn cần mà mình đóng thôi nha. Đó. Còn nếu mà đóng cần cứng thì mình lấy sắt này ha, mình lấy sắt của nó ha, mình đóng nó, cho nên là có thể là nó sẽ đỡ chi phí cho mình hơn. Thứ hai nữa là cái sắt của nó dù gì cũng là thép á, nó nhiều hơn là bên Việt Nam mình, cho nên là cái độ mới của nó cũng, cái độ chắc của nó cũng là an toàn hơn. Rồi đây là bên hông của em nó ha, bên hông. Rồi em Kim sẽ cái lam á nó sẽ bị lủng một miếng chỗ này, cái này là do không biết cái gào khác hay là gì đấy, nó bấu vào đó, nhưng mà nó lủng không đáng kể nha. Anh em nào thích thì em Kim vá lại luôn. Đấy, lủng cái lỗ bự như vậy mà em Kim còn giá được, huống chi là cái lỗ ba lớn ha. Rồi kế tiếp là em Kim cũng muốn là đềm đẻ để cho cái máy mình nó hoạt động nhiều hơn một tí, là tí xíu có thể là mình dục ra luôn ha. Đây rồi đây là cái phần chân, cái phần đùi của nó, cái phần đùi ha, chân ha, dàn chân của nó đây. Đấy, dàn chân của nó nè. Đấy. Rồi thứ hai nữa là đây,
cái này thì nó bị lủng ha, cái này là nó bị để nắng á, thì em Kim sẽ phải bọc yên lại chứ không có để về nha. Rồi thứ ba là mình thử máy lạnh nha. Đây máy lạnh là còn hoạt động đầy đủ ha, gió nè lạnh nè ha, còn hoạt động đầy đủ nha quý khách hàng. Đồng hồ rồi nói chung là ra bọng là ok. Còn đây là cái giờ hoạt động của nó, đây là 6219 giờ, số 19 rất là đẹp luôn, 6219 giờ ha. Đây phía bên trong đây là cái nội thất của nó đây, đấy còn rất là cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ để em Kim tắt máy ha, để nó ồn quá em Kim, em nói thì mạnh, em nói thì nó mạnh, nó la nhiều khi là sợ khách hàng không có nghe được á. Cái đầu số của em nó là tới 04 ha, đầu số của em nó là IR04 thì cái đời của nó cũng rất là cao nha. Đấy. Bên đây thì cái dàn đùi của nó nè, dàn chân và đùi của nó nè. Đấy, cái đùi của nó là tao nói nó tròn kìa mà nó mập mạp. Anh nào mà đi lấy vợ là luôn, đa số là lựa mông to, đùi to là ok. Xe cũng vậy, đùi to. Vì sao là thích to là vì nó khỏe đó. Mình có thể leo đồi, leo dốc hay là leo những cái địa hình mà rồ rề khó khăn thì mình cũng có thể mà nó leo một cách nhẹ nhàng hơn á. Nhiều cái đùi nhỏ thì mình leo cũng được chứ không phải không. Nhưng mà là nó cực hơn một chút. Đây là cái này là bánh sao ha, nhiều người kêu bằng bánh sao, nhiều người kêu bằng bánh răng. Thì bánh nào cũng vậy thì nó cũng sẽ lăn được cái quả xích của mình ha. Rồi. Đấy. Cái này là cái xương xích của nó còn khá là đẹp luôn. Tại vì quý khách hàng thông cảm, tại vì em quay cái camera ngược không quen á, cho nên là em không có tự điều chỉnh được á. Đấy. Đây là cái vàng xích sắt ha, ga lê ha. Đây. Xích sắt. Ga lê đầy đủ hết ha. Em quay chậm chậm gì cho khách hàng xem. Rồi, thứ hai. Đây. Cái độ mới của nó, bên trong của nó sẽ như thế này. Nếu khách hàng xem mà nó hơi bị không đúng vị trí á thì thông cảm giúp em nha, là vì em quay cái camera ngược em không quen á. Đấy, còn bên đây á thì nó sẽ bị trầy sơ. Lấy cái chìa khóa á, lấy cái chìa khóa mở cái nắp ở bên trên giùm cô. Mở cái nắp không, cái nắp ở phía sau á, con ra phía sau là con thấy có cần phải sử dụng chìa khóa. Đấy. Do tình hình là mình không có quay cái chiều ngược á, mình không quen á, cho nên là mình cứ đưa ngay cái chỗ không đúng không à. Mình nói chỗ này mà mình đưa ngay cái chỗ khác không à. Để tí xíu nữa thằng em nó lấy cái chìa khóa nó mở cái máy lên rồi á thì em sẽ cho khách hàng xem ha. Còn cái này là bên trong nội thất. Này là lốc máy lạnh không biết cái này, lốc máy lạnh. Đấy. Cao su của nó, cái độ mòn của nó cũng không nhiều. Thứ hai là em báo luôn khách hàng là bị mắc mấy cái này nè. Đây 1 2 3. Bị mắc 3 cái guốc cao su, 4 cái guốc cao su ha. 5 cái guốc cao su. Trời ơi, mắc 5 cái guốc cao su. Đây là nó bị xuất ra đó khách hàng, bị mất hết 5 quả, 5 miếng cao su nha. Còn về cái miếng cao su riêng của nó thì nó còn dày lắm, cho nên là cái phần xích này thì khách cũng yên tâm, là vì cái này nó chưa mòn thì làm sao mà tới cái này được. Cho nên là quý khách hàng cũng nên yên tâm. Còn ga lê thì em cũng đã kiểm tra rồi, không có bị hư quả nào hết. Còn cái phần đùi sexy này nè, nó vừa mập vừa đẹp mà nó lại không có bị rỗ, không có chóc nước sơn gì hết. Cho nên là quý khách hàng cũng yên tâm luôn ha. Yên tâm về cái phần này nha. Tại vì thứ nhất là em thấy cái độ mới của nó cũng còn cao, nhưng mà giá 570 triệu thì sở hữu cái con này thì quý khách hàng tự mình đánh giá xem coi nó mắc hay nó rẻ, hoặc là nó phù hợp với công việc mình là mình lụm nó ngay đi, khỏi cần phải đợi mà mắc hay rẻ nha. Đây là cái phần gì ta. Rồi, để kiểm tra nè. Đây là cái đồng hồ ha. Rồi, nó lấy chìa khóa rồi, không mở được. À, đây là cái thông số luôn. Em giới thiệu đến khách hàng nè. Thông số của em nó hả? Thông số như lẽ này em trong đầu không được luôn. D
Rồi, ok. Rồi mở ra rồi phải không? Dưới mở cái coi cái công tắc luôn, cái nắp. À cái gì đó? Cái nắp bên hông á. Cái này không nhớ. À. Rồi sao leo đây? Kệ đi. Lấy mở cái nắp này lên giùm, mới lại coi cái cây thâm nhớt á. Ủa lộn. Cái công tắc rồi sẵn đó mình xem luôn. Trời ơi, đây đậu ngay đây cái lại không thấy được cái ấy rồi. Rồi, ok. Dạ. Rồi, đây là cái phần máy móc nha khách hàng. Đây là cái phần máy móc của em nó nãy giờ đang hoạt động đây ha. Đây, bây giờ là vừa mới tắt ha, thì khách hàng sẽ dễ dàng tham khảo hơn nha. Rồi, em sẽ quay trực tiếp luôn cho khách hàng xem đó là nó đang sử dụng máy gì nha. Em nó đang sử dụng là máy Isuzu 4GB1A ha, 4GB1A. Đấy, máy này là máy Isuzu ha. Đấy, em quay bên trong luôn cho khách hàng dễ xem nè. Đấy, lọc thừa quẹt ha. Ở trên nhìn xuống. Rồi, ok. Rồi, công tắc xong, xem xong rồi phải không? Rồi, đây là cái máy đó quý khách hàng có thể xem được ha. Còn mà khi nào mà quý khách hàng cần xem chi tiết hơn nữa thì báo với em là em chụp chi tiết hơn nha. Còn đây là công tắc. Đây, thợ hồ vừa mới đồn là công tắc rất là đẹp luôn nha quý khách hàng. Đấy. Công tắc là dấu hiệu của em nó là nó còn trường còn riêng thôi, cho nên là nó cực kỳ đẹp. Chạy nãy giờ mà. Đây. À, này là bộ chuyển đổi tay lái mà xe nào nó cũng có, chỉ có những xe để thấp thì nó lại không có thôi. Rồi, ok. Rồi, ok. Đấy. Chỉ có là những cái phần này nó bị chày nha khách hàng ơi. Những cái phần này nó bị chày nè, em báo khách hàng nè. Nó bị chày nè. À, khách hàng muốn để gì thì để gì, còn nếu như mà không thích thì có thể nói với em Kim để mà em Kim làm lại cho nó đẹp hơn cái mức chứ con xe của mình nha. Tại vì bản thân của nó là từ cái ti, từ cái miếng này nè là nó cực kỳ đẹp luôn rồi, cho nên là quý khách hàng muốn tốt lại thì em sẽ tốt lại cho quý khách hàng ha. Đấy. Rồi đây là em quay xa. Em quay xa một chút xíu để cho anh em mà dễ tham khảo nè. Đó. Thì hiện hữu là em nó hình form nó sẽ như thế này. Đó, mở lên giống như tung cánh tay lên luôn à. Nên là anh em nào mà hợp với phong thủy con số 2m3 và 3m3 sinh năm 1973, 83, 93, 2003 mua con xe đào này về để tặng cho ba làm vườn.